Thông điệp gửi tới tất cả các bạn chủ spa. Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Hàn Ngọc Vân Anh. Và Vân Anh có 13 năm trong kinh doanh trong ngành spa và thẩm mỹ viện. Đặc biệt là Vân Anh có 13 năm để nghiên cứu về sản phẩm. Và ngày hôm nay thì tôi rất là vui mừng khi chào đón tất cả các bạn. Hãy chuẩn bị chào đón dòng sản phẩm siêu phẩm để đặc trị nám, hoàn toàn hết đến gần như 100% tất cả ca nám. Đã bao nhiêu trong số tất cả các bạn chủ spa ở đây mà các bạn dám cam kết là nám của chúng ta có thể khỏi được gần như là 100%, lên 99% hay 100% không ạ? Chắc chắn rằng hầu hết tất cả các bạn chủ spa ngoài kia không ai dám cam kết điều trị nám và không ai dám đưa cho khách hàng cái bản cam kết bảo hành về điều trị nám. Nhưng khi mà các bạn tới với sản phẩm của Vân Anh, chắc chắn rằng các bạn hoàn toàn tự tin để cam kết để có thể điều trị được nám thành công gần như là 100% luôn. Và đặc biệt vô cùng tuyệt vời đó là cái sản phẩm hoàn toàn chiết xuất organic thiên nhiên. Chính vì vậy nên hoàn toàn có thể sử dụng được cho các mẹ bầu, cho các mẹ cho con bú và nội tiết tố, làm cho các chị em đang bị nám nặng lên. Chính vì thế nên khi mà vừa mới nám xong, chúng ta ức chế ngay lập tức, chúng ta điều trị ngay lập tức thì cái hiệu quả thứ nhất là sẽ rất là cao. Và điều thứ hai đó là sao ạ? Lúc đó là lúc mà phụ nữ của chúng ta đang thay đổi nội tiết tố. Chính vì thế đó là cái lúc mà hiệu quả và đặc biệt rằng là nó tấn công cái sắc tố melanin tuyệt vời nhất. Và còn điều gì tuyệt vời hơn khi mà sản phẩm của chúng ta 100% organic và sản phẩm hiện tại bây giờ thì đang trên đường về. Bạn hãy là một người đặt hàng đầu tiên, bởi vì chắc chắn rằng Vân Anh sẽ có vô cùng nhiều những phần quà tuyệt vời, những phần thưởng tuyệt vời. Và đặc biệt là các bạn sẽ được trực tiếp Vân Anh chuyển giao và đào tạo cho các bạn tất cả những cái công nghệ mà hoàn toàn giúp cho chuỗi spa hay thẩm mỹ viện của các bạn phải vô cùng nổi tiếng và chắc chắn là phải cực kỳ đông khách. Và tôi khẳng định rằng các bạn sẽ hoàn toàn có những bản cam kết cực kỳ uy lực với khách hàng. Có điều gì ngại nữa và không đón chờ, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những chuỗi video tiếp sau. Và đặc biệt là video ngày mai, Vân Anh sẽ hướng dẫn cho các bạn rõ hơn về sản phẩm. Và đặc biệt là Vân Anh sẽ có vô cùng nhiều các chương trình, vô cùng nhiều các quà tặng để tặng cho tất cả các bạn chủ spa vào ngày mai. Hãy chào đón video của Vân Anh vào ngày mai. Hãy là người đầu tiên đăng ký và hãy là người đầu tiên chuẩn bị được xem video tuyệt vời này. Hãy sub kênh của Vân Anh để chào đón chuỗi dòng sản phẩm tuyệt vời của chúng ta nha. Và chắc chắn rằng bạn sẽ được lời hứa của Vân Anh đi chung cùng các bạn, điều trị cùng với các bạn và cam kết hiệu quả cùng với các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn chủ spa vào video vào ngày mai. Chắc chắn rằng ngày mai sẽ là một ngày tuyệt vời cho chúng ta. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các chị em. Bye bye mọi người nha.